Rồi, xin chào các chị đến với Súng Vũ Sơn miền Nam của công ty Tai Xui. Hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu với các anh chị một cái model máy nén khí mini của thương hiệu Anetwata. Máy nén khí DFC-108. Đây là một cái model máy khí rất mới, lần đầu tiên về Việt Nam. Đó. Đây là hình ảnh của sản phẩm này. Đó. Motor máy nén khí sẽ được để bên trong, và cái phần này nó là phần vỏ ngoài để bảo vệ cái motor này tránh những cái tác động vật lý hoặc cái tác động của môi trường trong quá trình mình sử dụng. Đó. Màu trắng rất là đẹp. Lịch sự đúng không ạ? Nó sẽ có một phần dây điện ở đây. Đây là cái phần để khởi động. Đó. Như các anh thấy là khi em khởi động là máy nén khí đã bắt đầu làm việc. Đây là đường hơi ra. Outlet. Đây là cái phần lọc không khí, đây là một cục lọc. Và để chỉnh áp lực của nó thì sẽ có một cái phần nướng chỉnh ở đây và đồng hồ thì áp suất ở đây. Lát nữa khi gắp súng sử dụng vào thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về vấn đề đó. Ngoài ra thì cần nói thêm về con này, thứ nhất là nó có cái trọng lượng khoảng tầm 8 cân. Khoảng 8 cân. Có phần tay cầm rất chắc chắn để dễ di chuyển này. Đế của nó này sẽ có phần giác hút này để tránh trơn trượt. Ngoài ra nữa thì máy nén khí này cũng sẽ không hoạt động liên tục mà sẽ sử dụng trong vòng 40 phút, sau đó tự ngắt để nghỉ khoảng 20 phút và sẽ tiếp tục làm việc lại. Thì cái thứ này nó sẽ giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Rồi bây giờ thì em sẽ ráp cái bút vẽ vào để sử dụng cho các anh chị thấy. Đây là cái phần khớp nối nhanh và chúng ta sẽ ráp với dây ở đây luôn. Được không? Bây giờ là em sẽ khởi động máy. Đó. Khi chúng ta khởi động này, thì khi mà máy nén khí nó đã tích đủ đến áp lực và cái lượng khí trong bình rồi thì nó sẽ tự ngắt. Đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta sử dụng là máy nó sẽ hoạt động liên tục. Như các anh chị thấy đây là em đang sử dụng áp lực hơi là 3 cân. Đúng không ạ? Bây giờ em muốn chỉnh áp lực hơi xuống này, thì em nhấc cái phần muốn chỉnh lên. Sau đó là có một cái phần hướng dẫn ở đây. Chúng ta sẽ bắt ngược chiều kim đồng hồ để nó giảm áp lực xuống. Đó, vẫn bóp vào súng anh chị nhé, để giảm áp lực này. Anh chị thấy nó đã giảm rồi đúng không? Bây giờ em đang để trên rồi, ví dụ em muốn 2 cân. Sau khi sử dụng 2 cân xong này, em sẽ ấn này xuống để nó giữ cố định. Và bây giờ cứ bóp vào để nó về đúng 2 cân hơi. Đó. Bóp vào là về cái hơi. Và tương tự câu chuyện muốn chỉnh tăng áp lực lên này, là nhấc cái này lên và vặn xuôi chiều kim đồng hồ đến cái mức mà ta mong muốn, ví dụ như là em mong muốn là khoảng tầm 2 cân 9, 3 cân đi, ví dụ như thế. Đó, và bây giờ là nó cứ ở duy trì cái mức đấy thôi. Một đặc điểm rất là tuyệt vời của các cái chỉnh áp lực của Anetwata là độ chính xác tuyệt đối. Như các anh chị thấy khi em bóp cò này, nó vẫn sẽ giữ nguyên ở 3 cân mà nó không bị giảm hay tụt xuống. Đó. Rất là ổn định. Tương tự câu chuyện của 2 cân này. Đó, vẫn bóp cò để sử dụng này. Bạn chỉnh từ 2 cân. Đó. Đấy, bây giờ cứ sử dụng thôi, là áp lực hơi của chúng ta vẫn duy trì 2 cân. Và tiện đây cũng giới thiệu luôn các anh chị là một cái model súng bút vẽ của thương hiệu của tập đoàn Anetwata GP-35. Đấy, cái mã này thì có lỗ phun là 0.35 sử dụng cò dưới và có hai cốc là 7 và 15ml đi kèm trong một. Cái này thì có kết cấu giống như một cây súng phun châm cỡ nhỏ với miếng chỉnh xòe phía sau, cò bóp ở phía dưới rất là quen thuộc đúng không? Trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng, dễ thao tác và đi kèm và nó sẽ rất là phù hợp với mọi anh chị sử dụng kèm máy DFC-108 này của Anetwata. Cảm ơn các anh chị theo dõi video.